Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel Hệ Nhị Phân của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tìm kiếm hình ảnh với độ phân giải cao hoặc hình ảnh có độ phân giải nhất định ở trên công cụ tìm kiếm Google. Thì cái này rất phù hợp cho những bạn mà thích sưu tầm hay là tìm kiếm những hình ảnh ở trên Google. Hình ảnh trên này rất là đa dạng luôn. Mọi người có thể lên đây tìm kiếm. Thì đây, mình sẽ dùng X nhé. Mình sẽ tìm kiếm hình ảnh theo một chủ đề nào đấy là nhỉ, chủ đề cảnh đẹp đi, beautiful này, landscape, enter một cái. Mọi người có thể gõ chủ đề vào đây cũng được, trong thang tab hình ảnh này. Thì đầu tiên mọi người có thể lọc bằng công cụ mặc định của Google đây, và mọi người vào tool này, công cụ này, vào size này, vào led này. Mình sẽ lọc ra cho mọi người những hình ảnh đây có độ phân giải lớn đây rồi. Đấy, nhưng cũng tương đối. Nhưng mà nó có một đặc điểm là nó sẽ không lọc hết được. Số hình ảnh độ phân giải cũng khá là thấp. Đây là cách thứ nhất nhá. Rồi sang cách thứ hai. Cách thứ hai mọi người sẽ dùng một cái đoạn mã để mình paste vào sau cái URL. Đây đoạn mã nó đây. Thì cái 2 megapixel này tích là cái độ phân giải tối thiểu mà mọi người sẽ cài đặt để lọc ở trên công cụ tìm kiếm. Thì ở đây mọi người sẽ gõ 2468 nhé, số chẵn, chứ đừng gõ 1357, 1357 nó không hoạt động. Mình thấy cũng hơi khó hiểu tại sao số lẻ lại không được, nhưng mà mình thử rồi, nếu gõ số lẻ ở đây nó sẽ không hoạt động. Thì đầu công việc đầu tiên mọi người sẽ phải gõ lại, tắt cái cũ đi nhá, chứ còn bây giờ nó đã có công cụ lọc Google rồi, nếu mà mình paste cái URL vào sau thì nó sẽ không hoạt động. Mọi người sẽ tắt đi và tìm kiếm lại từ đầu. Beautiful landscape, enter một cái, sang tab hình ảnh. Rồi giờ mọi người sẽ copy, mình sẽ để là 4 đi, 4 megapixel. Mọi người kéo về cuối cùng, mọi người kéo về cuối cùng đây, đã cuối cùng rồi nhé. Mọi người paste vào 4, enter một cái. Mình sẽ lọc ra cho mọi người những độ phân giải hình ảnh rất là cao, mọi người nhìn chưa? Đấy, rất là cao luôn. Đấy, mọi người có thể tải về và sử dụng. Đấy, nhiều cái lặng quá là còn loát không kịp luôn, nó cũng không loát được luôn. Nhìn chưa? Đấy là mình sẽ để cái đoạn mã này ở dưới phần mô tả nhé. Mọi người chỉ việc paste vào thôi. Copy và paste đằng sau cái URL như mình bảo đấy. Mình sẽ đổi nó độ phân giải lớn hơn này, 6 đi, 6 cho bá đạo hơn. Nhìn chưa, đấy 3.997 nét như Soli. Đấy, bây giờ mọi người chỉ việc tải về thôi. Tải về. Cái này là web rồi, thôi bỏ đi. Được cái này nào. Nhìn mình xoay cái này nào. Đấy, mọi người thấy chưa? Rất là lạ. Open lên. Nét như Soli luôn, zoom lên các kiểu. Đây là tìm kiếm theo cái đoạn mã này. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách thứ ba. Cách này thì mọi người có thể tìm kiếm theo một độ phân giải nhất định. Ví dụ đây là từ khóa mình tìm kiếm đấy nhá, Beautiful Landscape. Bây giờ mình muốn tìm kiếm ở độ phân giải 1920 x 1080. Mình sẽ gõ ở bên này này. Image size. Image size, enter một cái. 1920 à, 1980 đúng không nhỉ? À. 1920. Phải không nhỉ? Nhân 1080. Enter một cái. Đây thì nó lọc hết tất cả hình ảnh độ phân giải 1920 x 1080. Mình nhìn chưa? Ở đây mọi người sẽ điền các kích thước nhất định. Ví dụ như là 1080 nhân 1080. Sau đó enter một cái. Sẽ lọc hết ra. Thì cái này thì nó phù hợp với bạn nào mà đã có kích thước sẵn rồi, mọi người muốn tìm kiếm theo một cái kích thước nhất định là đấy thôi. Yeah, mọi người 1080 đều như vắt chanh luôn. Thì đây là thủ thuật rất là hữu ích cho bạn nào
muốn tìm kiếm. Như là bây giờ nên phân giải 2k đi. 3, 8, 4, 10. 2060. Enter một cái. Nó lọc cho hết tất cả các hình ảnh. Mình chưa? Mình gõ đúng nhá. Này, im is size 2 chấm, không độ kích thước. Kích thước mọi người muốn tìm kiếm. 1, 8, 2, 10 nhân 20 đúng nhỉ? 1280 nhập 1280. Để rồi phải HD này. Đấy, nạo hết cho mọi người luôn. Thì mọi người tham khảo cho mình nhá. Mình thì hay tìm kiếm theo cái này này, image size rất là đơn giản dễ nhớ. Có cái đoạn code này thì bạn nào mà nhớ được thì là tốt. Thì mọi người có thể lọc được cho mình một cái minimum để trên cái phần tìm kiếm này. Còn mình thì hay tìm kiếm theo cái image size này, mình nhớ kích thước mình điền đây mình tìm thôi. Đấy, vậy là mình đã giới thiệu xong cho mọi người ba cách nhá. Tìm kiếm theo công cụ mặc định này, Google này, nét này, tìm kiếm bằng cách cái paste ở đằng sau cái đoạn mã này này. Cách thứ ba tức là mọi người sẽ có image size và có kích thước ở đây nhé, từ khóa này, cách một phát image size 2 chấm có kích thước tìm kiếm ở đây thì mọi người sẽ tìm được những cái hình tấm hình như ý muốn của mình. Ok thôi, đây thủ thuật này ngắn thôi nhưng mà rất là hữu ích, mình thấy cực kỳ hữu ích luôn, mình dùng rất là nhiều. Thì các bạn có thể tham khảo. Đây, tìm kiếm mình khác nhé. Mình đang xem này, bộ anime đây, bọn Titan 3, 8, 4, 10 nhân 2060 30 nhân 2060. Tách con Titan có vẻ như là ít, thế này chắc là nhiều hơn. Enter một cái HD rồi, ok. Phần hướng dẫn của mình chỉ đến đây thôi. Mọi người thấy hay thì hãy nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Like fanpage và donate cho mình nữa. Xin chào.